Hóa ra đây là một trong những chất làm ngọt lâu đời nhất. Chỉ cần đổ gạo nếp lên trên và nhào đều, chúng ta sẽ có kẹo mạch nha thơm ngon, là đại diện của vị ngọt cổ xưa. Hàng ngàn năm qua, kẹo mạch nha chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào của vô số người. Để tạo ra kẹo mạch nha thơm ngon, đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một ít lúa mì tốt. Sau đó cho vào nước và ngâm qua đêm. Lúa mì sau khi ngậm nước sẽ trở nên tròn đầy. Trải nó lên mẹt, trong thời gian này cần tưới nước thường xuyên để giữ ẩm, cung cấp nguồn sống cho lúa mì bén rễ và nảy mầm. Khi đã đạt đến độ nảy mầm thích hợp, chúng ta có thể chuẩn bị gạo nếp, cho gạo nếp ngâm qua đêm vào thùng hấp và khoét vài lỗ nhỏ trong đó. Như vậy sẽ giúp hấp chín đều hơn. Sau đó cho vào nồi để hấp. Trong khi nấu, chúng ta có thể kéo mạch nha ra khỏi cái mẹt, sau đó lại bỏ vỏ lúa mì bằng tay. Tiếp theo, cắt mạch nha đã làm sạch thành 9.981 miếng. Tăng diện tích bề mặt bằng cách băm nhỏ mạch nha, giúp các công đoạn tiếp theo hiệu quả hơn. Lấy gạo nếp đã chín ra và để nguội tự nhiên. Khi nó nguội đến nhiệt độ phòng, có thể đổ vào mạch nha. Sử dụng cả hai tay để trộn và nhào nhiều lần, trộn đều hoàn toàn với nhau. Sau hơn 4 giờ thủy phân và lên men, hỗn hợp mạch nha và gạo nếp đã có sự chuyển hóa kỳ diệu, tinh bột biến thành đường. Tiếp theo dùng gạc lọc bỏ phần nước đường đã lên men. Sau đó cho vào nồi đun với lửa nhỏ, cô đặc nước đường ban đầu thành siro đặc. Siro đậm đặc tiếp tục nguội và đặc lại. Và kẹo kéo chính là linh hồn của kẹo mạch nha thủ công. Phải chú ý đến động tác và sức lực. Sau khi liên tục gấp và kéo, kẹo từ từ trở nên trắng và dẻo dai. Lúc nào kẹo mạch nha đã thành hình, kẹo mạch nha được làm ra sẽ mềm và thơm ngon. Hồi nhỏ, bạn đã bao giờ ăn kẹo mạch nha do những người lớn tuổi làm chưa? Loại đậu hũ thần tiên mà mấy tỷ người không ai ăn nổi này cũng không đơn giản. Nó không dùng tới một hạt đậu nào, chỉ được làm từ lá và cho thực vật. Nó rất giòn và dai, hương vị rất dịu ngọt và mềm mại. Biến lá cây thành đậu hũ cũng khá đơn giản. Đầu tiên, cậu phải tìm ra loại cây có tên lá thần tiên này. Lá có mùi thơm thoang thoảng, bên trong chứa nhiều pectin, dầu vitamin tổng hợp và các nguyên tố vi lượng. Lá thần tiên mới hái về phải được rửa sạch trước đã. Sau đó ngâm trong nước sôi cho mềm, kế đó nghiền nát nó bằng gậy gỗ, dùng hai tay xoa bóp nhiều lần, để lá thần tiên không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt. Hương thơm cũng đi kèm với nó, điều này có thể duy trì hương vị ban đầu của lá tiên. Ở mức tối đa, nước ép từ quá trình nhào phải lọc qua gạc 2 đến 3 lần, loại bỏ tạp chất và chiết xuất toàn bộ tinh chất của nó. Lá rất giàu pectin, độ mềm dai của đậu phụ thần tiên chính là đến từ nó. Chúng ta biết rằng khi làm đậu phụ truyền thống, thường cho thêm một lượng nhỏ nước thạch cao để làm đông, và khi làm đậu phụ thần tiên cũng có bí quyết độc đáo của nó, chỉ cần thêm một ít nước cho cỏ để khuấy. Sự kết hợp liên tục của các chất kiềm và pectin thực vật, chúng sẽ giống như phép thuật, dần dần biến thành đậu phụ xanh ngọc, dẻo dai như thạch. Có rất nhiều cách ăn đậu phụ thần tiên, có thể cắt nó thành những mảnh nhỏ, thêm nước tương ớt để làm món ăn kèm đặc biệt. Bạn cũng có thể thêm đường nâu, mật ong, vân vân để làm món tráng miệng. Vào mùa hè hãy thưởng thức món ngon màu xanh ngọc này, vừa mát mẻ vừa giải nhiệt. Vậy bạn nghĩ thần tiên đậu hũ có giống đậu phụ bạn hay ăn hay không? Xà phòng của người xưa được làm từ mỡ. Nếu bạn du hành trở lại thời cổ đại, cách tốt nhất để trở nên giàu có đó là cách làm xà phòng. Mấy cái vỏ sò nhặt được ở bờ biển này chính là vợ của bạn. Cho chúng vào lò than để nung. Thành phần chính sau khi nung vỏ là canxi oxit, thường được gọi là vôi sống. Nghiền nát chúng thành bột, một số khoáng chất và nguyên tố vi lượng trong bột vỏ có thể hấp thụ bụi bẩn, sau đó đốt một ít cho thực vật. Vai trò của nó là cung cấp chất kiềm để thúc đẩy phản ứng hóa học. Sau khi đun sôi, bạn có thể dùng gạc lọc bỏ nước kiềm, thêm bột vỏ trộn đều và lọc lại, sau đó đặt sang một bên để lắng đọng. Ở thời cổ đại, mỡ lợn cũng khá dễ kiếm được. Nấu mỡ lợn cũng rất đơn giản, cho mỡ heo băm nhỏ vào nồi, có thể thêm chút nước, đun sôi rồi hạ xuống lửa nhỏ hầm từ từ cho đến khi chín mỡ mềm tan hết. Sau đó dùng thìa vớt mỡ lợn ra, mỡ thừa còn sót lại có mùi thơm sẽ không bị lãng phí. Sau khi mỡ đã nguội, có thể thêm nước kiềm đã chuẩn bị trước đó, rồi nghiền một ít muối thô thành muối mịn. Muối có thể thúc đẩy độ ẩm bay hơi trong xà phòng, tăng độ cứng và độ bền của xà phòng. Sau đó có thể liên tục khuấy theo một hướng, nước kiềm trộn đều với mỡ lợn, nó sẽ tạo ra phản ứng xà phòng hóa, chuyển đổi axit béo thành xà phòng và glycerin. Khi hỗn hợp dần dần chuyển sang dạng sệt, nó có thể được đưa vào khuôn tạo hình. Đợi 3 ngày để nó đông cứng hoàn toàn, lấy ra khỏi ống tre sau 3 ngày, cắt nó thành từng miếng xà phòng, đặt nó ở nơi khô ráo và chờ cho khô tự nhiên. Sau 1 tháng có thể dùng để giặt quần áo. Đơn giản và thực tế, bạn đã học được chưa? Thì ra người xưa đã lừa ong rừng đến an cư như vậy, mà họ đấu tranh với ong không chỉ để ăn một miếng mật, mà là để làm một loại nến không khói mà chỉ có giới quý tộc mới có thể mua được. Loại nến này không chỉ cháy với độ sáng cao, còn có một chút hương vị ngọt ngào độc đáo của mật ong. Quá trình tạo ra nó không quá khó khăn, nhưng mỗi bước có thể khiến bạn nao núng. Ánh sáng là bước đầu tiên. Làm tổ ong thì không cần một cái đinh cái ốc nào, mà chỉ sử dụng kỹ thuật ghép khớp truyền thống, lắp ráp và cố định các tấm ván gỗ. Cần đốt đuốc trong tổ ong mới để loại bỏ mùi hôi, để tránh mùi gỗ quá nồng làm ong bay đi. Sau đó tìm một miếng sáp ong cũ miễn phí, sau khi nung chảy nó, dùng bàn chải nhúng nước sáp ong bôi lên tổ ong. Ong trinh sát sẽ ưa chuộng hương vị quen thuộc hơn. Thêm một số đồ nội thất cho chúng để dụ ong tới và kiểm tra. Đặt tổ ong ở vùng ngoại ô nơi ong thường lui tới. Chỉ mấy ngày sau, nó sẽ thu hút những con ong trinh sát đến tìm nhà. Sớm thôi, bầy ong chuyển đến ngôi nhà mới dưới sự dẫn dắt của ong chúa. Những con ong không còn ngủ ngoài trời nữa, chúng làm việc chăm chỉ hơn,
Cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch. Sau khi ong đồng ý, bạn có thể bắt đầu thu hoạch mật ong. Dùng dao cắt phần mật ong ra khỏi tổ ong, phần còn lại thì phải trả lại cho ong, rồi dùng xẻng gỗ nghiền nát nó, lọc lấy mật ong nguyên chất tự nhiên. Đó là món quà của thiên nhiên. Ở thời cổ đại đó là cống phẩm dành riêng cho các quý tộc hoàng gia. Phần còn lại cũng có công dụng thần kỳ riêng, thêm nước vào để nấu, sau khi nguội tự nhiên sẽ đông lại tạo thành sáp ong. Nhưng lúc này lượng tạp chất trong sáp ong quá cao, phải quấn nó bằng gạc, cho vào nước một lần nữa và đun sôi để tan chảy. Các tạp chất còn lại đều bị gạt lấy đi. Trong khi chờ sáp ong nguội, dùng ống tre làm khuôn nến, sau đó rửa sạch sáp ong rồi bẻ thành từng miếng nhỏ, cho vào ấm đun trên than đến khi tan chảy, sau đó cẩn thận đổ vào khuôn ống tre. Khi nó nguội lại và đông cứng, bẻ ống tre sẽ nhận được một cây nến không khói tinh xảo. Ngày xưa không có đèn điện, nến không khói là biểu tượng của sự giàu có. Người đàn ông lặng lẽ mở chiếc thùng gỗ bị phủ bụi suốt 3 năm. Một mùi hương êm dịu và phức tạp xông vào mũi. Đây là quy trình sản xuất tương ớt nổi tiếng thế giới. Khi ớt chỉ thiên sắp chín, những nông dân giàu kinh nghiệm sẽ đặt một sợi dây thừng lên quả ớt ngon nhất. Trợ lý phía sau nhanh nhẹn thắt nút trên cây. Đây là cách họ chọn ớt. Một thời gian nữa sẽ có công nhân đến hái. Họ dùng que màu đỏ nhỏ này để so sánh màu sắc với ớt. Chúng sẽ chỉ được chọn nếu có cùng màu. Chỉ có ớt tươi đạt tiêu chuẩn chất lượng mới có cơ hội bị nghiền thành bột ớt. Thêm muối rồi ngâm vào thùng gỗ để lên men. Phủ một lớp giấy lên trên rồi đậy thùng lại và dán kín. Mặt trên thùng được phủ một lớp muối dày. Sau đó đặt vào trong kho. Chúng sẽ chờ đợi ở đây trong 3 năm. Vi khuẩn có lợi sẽ chuyển hóa đường có trong ớt thành axit lactic, mà chính axit lactic này đã mang lại hương vị đặc trưng cho loại tương ớt này. Khí CO2 được giải phóng khi lên men sẽ loại bỏ độ ẩm trong tương ớt từ lỗ thông hơi ở phía trên. Nhoáng một cái đã 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch tương ớt. Thứ từng có mùi cay nồng, bây giờ đã trở thành một hương thơm êm dịu. Tuy nhiên đây chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ vẫn phải cho những quả ớt này vào máy xay, thêm chút giấm, khuấy liên tục bằng máy trong 28 ngày, có thể mang lại hương vị và mùi thơm độc đáo của tương ớt. Giấm cũng là chất bảo quản tự nhiên. Sau khi khuấy trộn xong, bước tiếp theo sẽ là lọc, loại bỏ bã ớt và hạt ớt, chỉ để lại sốt tương ớt thơm ngon. Mỗi nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm đều phải tự mình cắn một miếng. Chỉ khi hương vị đủ ngon thì nó mới có thể vượt qua khâu kiểm tra chất lượng. Kiểm tra chất lượng xong nó sẽ được đóng chai và đóng gói. Nói tới ớt cay, bạn nghĩ địa phương nào ăn cay giỏi nhất?